Ca sĩ Phi Nhung đã ra đi được gần một tháng nhưng người thân đặc biệt là các con nuôi của cô vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau. Ngày 25 tháng 10 là cúng thất thứ tư của cố ca sĩ Phi Nhung. Trên trang cá nhân Facebook, hai trong số những người con của cố ca sĩ là Thiên Ngân và Tuyết Nhung đã đăng tải hình ảnh đang cầu nguyện bên ban thờ mẹ nuôi cùng những lời nhắn nhủ xúc động. Tuyết Nhung chia sẻ, hôm nay thất thứ tư của mẹ, con mong mẹ ở nơi ấy bình yên, thanh thản mẹ nha. Ở trên đây, ai nói gì mẹ con mình, gia đình mình thì con tin họ sẽ nhận quả báo thôi, không sớm thì muộn. Kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, nữ ca sĩ sinh năm 2001 cũng thường xuyên đăng tải những kỷ niệm cùng mẹ nuôi trên trang cá nhân. Trong khi đó, Thiên Ngân nhắn nhủ rất nhớ mẹ và hứa sẽ yêu thương các anh chị em khác, thất thứ ba của mẹ con lên thăm mẹ và đọc kinh cho mẹ, mới đó đã thất thứ tư của mẹ rồi, con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ ở nơi đó phải thật hạnh phúc và luôn mỉm cười nha mẹ, ở đây con và mấy chị mấy em sẽ yêu thương nhau, mẹ yên tâm nha, con nhớ mẹ nhiều lắm. Dưới bài đăng của Thiên Ngân và Tuyết Nhung, nhiều khán giả để lại bình luận an ủi, động viên các con Phi Nhung mau chóng vượt qua sự mất mát này. Bên cạnh đó, dù giọng ca bông điên điển đã nằm xuống nhưng vẫn bị một số người gọi tên vào những lùm xùm và bị lợi dụng tên tuổi để trục lợi cá nhân. Em trai ca sĩ Phi Nhung không giấu được sự phẫn nộ chia sẻ, là người em trai của chị. Em thật sự đau lòng và phẫn nộ trước những hành vi bất nghĩa lợi dụng danh tiếng của chị em để tư lợi cá nhân. Mưu cầu danh tiếng cho ích kỷ riêng mình của rất nhiều những kênh YouTube, TikTok, đặc biệt là những buổi phỏng vấn về cá nhân chị của một số đối tượng mang danh nghĩa người nhà, người thân khi chưa có sự đồng ý và cho phép. Đây là yêu cầu được tôn trọng tối thiểu của gia đình đối với người đã mất. Hãy để chị của chúng tôi được yên nghỉ. Từ bé tới lớn, từ gia đình cho tới ngoài xã hội, chị đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ cũng như thị phi oan trái. Nếu không giúp gì được cho chị, không tạo được nhiều điều tốt đẹp nhân văn hơn thì xin hãy im lặng lại.